Mình nghĩ tuổi trẻ ai cũng nên sống hết mình, bởi vì thời gian qua đi bộn bề nhiều lần suy nghĩ, đời ngọt ngào thì đôi khi tình yêu nơi đâu vội vàng tìm hoài không thấu. Thôi dừng làm chi rồi lại đi, bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì, ngày tháng sao vội đi.